Em mời quý Phật tử chắp tay niệm Phật với quý thầy. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay là ngày 6 tháng 6 năm 2021, quý Phật tử về Thiền viện Trúc Lâm Minh Chánh tọa thiền tụng kinh và nghe trên quý thầy ôn lại lời Phật dạy. Thì hôm rồi chúng ta học tới phẩm Tỳ Kheo và bài ví dụ thứ bảy là đảng cướp đi tu. Thì trong cái ví dụ đó có 9 bài kinh Pháp Cú để Đức Phật Ngài thị hiện đến, để mà Ngài tùy theo căn cơ của mỗi vị mà Ngài khéo đọc bài kinh để trợ duyên cũng như sắp tấn cho các vị tỳ kheo mới xuất gia nhưng mà có tâm cần cầu tinh tấn học hỏi cũng như siêng năng tu tập. Thì mỗi vị ở dưới những gốc cây trên một ngọn đồi lo ứng dụng lời của vị tỳ kheo là sư phụ chỉ dạy cái đề mục để mà tu tập. Nhân cái cơ hội đó, Đức Phật Ngài quán xét căn cơ, xem mỗi vị coi thích hợp với cái bài pháp nào, một trong chín cái bài kệ kinh Pháp Cú. Thì hôm rồi chúng ta ôn lại và học cái bài kinh thứ 368. Hôm nay tiếp bài kinh kế tiếp đó là 369. Thì bài kinh 369 Đức Phật Ngài dạy: Tỳ kheo, tác nước thuyền này, hễ hết nước thì thuyền nhẹ và đi mau, đoạn hết tham dục và sân nhế trong thân này thì mau chứng niết bàn. Bài kinh 369, Đức Phật Ngài dạy: Tỳ kheo, tác nước thuyền này, hễ hết nước thì thuyền nhẹ và đi mau. Quý vị thấy mình đi thuyền, đi re, nhất là những vùng đồng bằng, biển hay là nước, mà khi mình đi á, mà cái thuyền nói sao mà nói nó nước nó vào được. Một là chiếc thuyền nó bị lủng, hai là nó bị xúc keo, hay là nó bị nứt, nó bị va chạm như thế nào đó, nó nước nó vào. Mà khi á, cái thuyền mà nó bị nước vào á, thì nó sao? Nó nặng, nó đi không có nhanh, có khi là bị chìm nữa. Mà khi mà mình lên chiếc thuyền rồi, mà mình muốn cho chiếc thuyền mà nó đi mau và đi đến nơi, đến chốn á, thì chúng ta phải sao? Trước nhất là chúng ta phải kiếm cái đồ, chúng ta chét cái lỗ mà nó rỉ vào. Còn nếu mà chúng ta không có đồ mà chét á, thì chúng ta phải
cực cái là một người chèo, một người bơi gì đó, người lái gì đó, còn người thì phải múc đổ ra, tát nước ra. Mọi dụng cụ tát là tùy theo, có khi là cái gào hoặc là cái chai mũ gì đó mình múc mình đổ ra. Thì tát như vậy đó thì cứ tát hoài, khi mà cái thuyền mà nó hết hết nước á, nó ráo á, nó khô á, thì lúc đó sao mình đi nó rất là nhanh và nhẹ, rất là mau, mau đến nơi. Đoạn hết tham dục và sân nhuế trong thân này thì mau chứng niết bàn. Đức Phật ngài nói đoạn hết tham dục và sân nhuế. Tham dục ở đây mình tham dục nói chung là tham về ngũ dục, tham dục về tài sắc danh thực thùy, năm cái món đó. Nếu mà mình đoạn hết thì sao? Đoạn hết đó thì giống như chiếc thuyền mà nó bị tát nước ra mà nó cạn rồi đó, nó sẽ đi mau và nhẹ. Rồi cái nữa, thứ hai nữa là sân nhế. Sân nhế đây là mình từ tham sân si, đó là căn bản. Rồi cái căn bản đó mình diệt trừ được, thì nhưng mà nó chỉ là giai đoạn cái giai đoạn đầu thôi, nhưng mà còn những cái vi tế ở phía sau nữa, như là phẫn hận khú não tật sang cuốn xiểm hại kiêu vô tàm vô úy bất tính giải đãi, như là trong 24 cái tùy phiền não, cái nó vi tế, nó còn nhỏ nhiệm ở trong nữa. Thì ban đầu cái sân nhuế là cái bực bội, như là cái gì nhiều khi mình làm cái việc thiện cũng vậy, nhiều khi mình cũng bực bội nữa, nhiều khi mình rủ với huynh đệ làm mà người ta ra trễ hay là người ta không ra gì cái là mình cũng bực bội, giận tức trong lòng. Đó là cái sân nhế nó hơi vi tế. Còn mà sân nhế mà nó thô á thì nó biểu hiện ra lời nói, biểu hiện ra cái hành động, như là mình la, mình chửi hay là mình mắng người, hay là mình có khi mình làm tổn thương người nữa. Đó là sân nhế. Nếu mà mình đoạn hết tham dục và sân nhế trong thân này thì mau chứng niết bàn. Thì trong cái năm món dục, đa số tại gia cũng như xuất gia, nếu mà không khéo á thì khó mà đoạn hết được cái tham dục này, trừ những vị nỗ lực tinh tấn tu tập, ứng dụng theo lời Phật dạy, rồi quán xét cái lời dạy của Phật, ứng dụng tu tập. Mà tu tập á, mình muốn á, đoạn á, nghe nói đoạn hết tham dục, mình nghe nghe cái mình thấy nó dễ lắm, nhanh lắm, nói đoạn cái là hết liền. Nhưng mà khi mình nghe mình hiểu rồi, nhưng mà khi mình ứng dụng á thì phải ứng dụng từ từ. Có nhiều người đó ý chí mạnh á, sắc bén á, thì chỉ một cái là nó dứt liền. Như các vị đệ tử của Phật mà khi nghe Phật nói là sao, mạnh dạn cắt bỏ, nỗ lực tinh tấn tu tu trong thời gian ngắn là chứng quả, là hả? Chứng quả vào quả vị thánh. Chiếc thuyền chứa nhiều nước, muốn thuyền nhẹ và đi mau, chịu khó lấy gào múc nước đổ ra. Cũng vậy, vị tỳ kheo tu hành mỗi ngày dẹp tham sân si nơi tâm thì sẽ mau đạt đến niết bàn. Đức Phật ngày ví dụ một chiếc thuyền. Còn bây giờ mình ví dụ cái gì mình dễ hiểu, một cái sân nhà, hay là ở trong nhà mình rác đầy, mình muốn cho nó sạch sẽ, nó mát mẻ thì mình phải làm sao? Phải quét. Có khi nhiều quá ở ngoài sân thì mình thổi nó nhanh, hay là mình quét, quét thì nó sẽ sạch. Mà khi nó đã sạch rồi ấy, mình không có cần nó phải mát này kia nữa, nhưng mà nó tự thấy, mình thấy nhà sạch cái là
Và cảm thấy nó nhẹ nhàng, nó mát mẻ trong lòng. Rồi cây cỏ này, rồi mình leo núi. Ví dụ như là mình leo núi cũng vậy, mình muốn đi nhẹ nhàng và mau đến đích thì mình phải làm sao? Phải bỏ bớt những cái vật dụng mình mang theo, như là vali, ba lô này kia nặng đó, đồ này kia mình đem theo dự trữ một tuần hay là hai tuần, nửa tháng gì đó. Mà mình muốn leo núi thì lúc đó mình đem gì? Chỉ đem cái những cái gì vật dụng, chai nước hay là cái gì cần thiết mình đem nhẹ thôi. Để mình chi? Mình buông hết để mình cho, để mình đi cho nó nhẹ. Mình leo núi mà mình không có mang vác nặng nặng á thì nó dễ đến đến cái đích mình đến. Mà khi mình đến trên lên trên rồi á thì sao? Thấy an lạc nhẹ nhàng. Thì cũng vậy, từ cái chỗ thiền, Đức Phật ngày ví dụ giống như cái thuyền nó chứa nhiều nước, muốn thuyền nhẹ và đi mau, chịu khó lấy gà múc ra. Mình ở đây nước ở đây là chỉ cho là nước tham dục và nước sân nhuế ở ngay nơi trong thân và tâm của mình. Mình thấy cái tham dục mình nó còn nhiều, như là tài, tiền tài, có nhiều người thì dính vào trong đó, dính nó vào trong đó thì tối ngày mình nghĩ cứ nó cột, nó làm cho mình nặng xuống, giống như nước nó vào trong thiền đó, nhiều vậy đó. Mình cứ nghĩ về tài, tiền tài, vật chất, mình cứ nghĩ hoài vậy đó, phải tìm cách này cách nọ. Nếu mà mình khéo á, mình có hướng tâm về với tam bảo rồi đó, thì mình kiếm về, kiếm tiền tài á bằng cái hành động lành, hành động thiện. Còn mình chưa có duyên gặp được, hay là mình đã gặp nhưng mà mình với cái tâm mình còn tham đó, mình kiếm mà với cái đồng tiền mà nó không có chính đáng, hay là nó phải sát sanh hại vật, hay là phải chiếm đoạt cái tài sản của người khác về cho mình á, dẫu cho có được nhưng mà đó là cái đồng tiền nó đó là cái tài, nó đem lại cái hậu quả không tốt cho mình ngay nơi hiện đời, cũng như là nhiều mình bây giờ mình dùng cái phương tiện cũng như cái hành động xấu để mình lường gạt, mình lấy của người ta, mình lấy đây mình tuy là được nhưng mà hiện đời hiện đời nay dẫu cho mình được nhưng mà nhiều kiếp khác á mình phải đền trả lại, làm con này con kia để mà có khi là cài bừa, có khi là phải nuôi lớn lên để mà trả lại cái nợ thịt. Cho nên khi mình gặp được tam bảo, gặp được trên quý thầy ôn lại lời Phật dạy như vậy, mình nghe mình thấy rất là hay, rất là có ý nghĩa. Thì bây giờ tuy là mình có lỡ làm những cái điều xấu dở ác đó, nhưng mà bây giờ mình biết rồi thì mình tìm cái nào mà nó ít nhất, tuy là ác mình không nghĩ được nhưng mà mình tìm cái nào mà nó nhẹ nhất mình làm trong các tất cả các điều ác. Rồi bây giờ mình làm công việc chính đáng để mình được tài, thì khi mình làm á mình cũng nhớ một cái phần tài sản thế gian, nhưng mà cũng phải nhớ cái nữa là mình phải làm cái tài sản xuất thế gian nữa. Làm tài sản xuất thế gian là gì? Khi mình làm mình nhớ quý thầy nói là khi mình tu thiền thì ngồi mình tu ngồi thiền nửa tiếng, 45 phút, 1 tiếng rưỡi hay là 2 tiếng gì đó, thì mình ngồi mình cảm thấy nó an lạc, mình làm chủ trong giờ phút mình ngồi thiền. Rồi kế nữa, khi mình xả thiền, nhớ khi mình xả đó thì mọi động tác của mình đó là cũng phải là thiền nữa, chứ không phải là lúc mình ngồi thì nghiêm trang, tâm mình nó vừa yên tĩnh, khi mình xả mình quên, mình xả mình nhìn tới nhìn lui mình quên, mình xả cho nó nhanh nó mau như thế nào đó. Khi mình xả mọi cử chỉ, mọi động tác, điều mình cũng giống như là mình đang
đang thiền. Và khi mình xả xong rồi, mình đứng lên, mình đi cất cái tọa cụ bộ đòn, thì mỗi cái hành động, mỗi cử chỉ của mình cũng phải thân ở đâu, tâm mình ở đó. Mỗi bước chân mình đi rất là cảm thấy an lạc, rất là nhẹ nhàng. Thì khi mình tu, mình làm chủ trong lúc mình ngồi, trong lúc mình đi, thì trong bốn quay nghi, nếu mà mình ứng dụng được á, thì trong đi, đứng, nằm và ngồi đều mình thiền hết. Thì khi mình đi làm việc cũng vậy, nếu mà mình thiền trong lúc mình làm công việc á, thì cảm thấy mình làm rất là an lạc, rồi mình làm tốt cái công việc mình đang làm. Mà khi mình làm mình cảm thấy an, cảm thấy không có bực bội, không có phiền não, không có sân giận, thì khi mình làm sao? Vừa có phước, vừa có huệ. Thì khi mình làm mình biết quét ở ngoài là sạch rác. Rác đây là rác ở mỗi ngày mình cứ quét hoài, từ sáng tới chiều mình cứ quét là nó cũng có rác nữa. Nhưng mà quét rác đó là quét cái rác tham sân si trong lòng mình nữa. Mà khi mình đã quét sạch hết á, thì tự nhiên cái làm sao? Đi đứng nằm ngồi đều mình thấy nó nhẹ nhàng. Và cái thiền này cũng vậy. Cái nước tham dục, tài sắc danh thực thì này nó vào trong cái thiền. Cái thiền đây là chỉ cái thân của mình. Nó vào, nếu mà nó vào mà đầy á, thì chúng ta đi đứng cái cảm thấy nó nặng nề, nó mệt nhọc, nó bực bội, nó khó chịu. Tham mà trong năm cái món đó mà mình đầy đủ hết á, thì giống như chiếc thuyền mà nó sắp chìm rồi. Mình đi thấy nó nặng nề, người ta nhìn vô mặt mình cái là ta cảm thấy sợ. Tại sao? Tại vì tham dục, tham á thì được á thì cũng nơm nớp lo sợ, không được á thì sao? Sân giận, bực bội, phiền não. Khi mà chưa được á thì muốn cho được. Như là bây giờ nếu mà quý vị mua tờ giấy số, mình chưa có tài, nhưng mà lỡ mình trúng độc đắc thì sao? Tối ngủ yên không? Chưa được đó, mà nhiều khi được cái là tối ngủ không được, tính lo đủ thứ hết. Rồi mình lo sợ mất này kia, rồi phải xài như thế này kia, đủ thứ hết. Nhưng mà bây giờ mình tuy là được, nhưng mà mình đó là cái tài sản mình biết vậy thôi, nhưng mà đó là tài sản thế gian thôi. Nhưng mà mình phải biết tạo cái tài sản xuất thế gian. Tài sản xuất thế gian là mình cái trong năm món tài sắc danh thực thì năm cái món đó mình có đầy đủ, nhưng mà mình không có đam mê đắm luyến về nó, mà mình xem nó là cái thành quả và cái phước tu tập của mình, cũng như mình do mình siêng năng, mình cần mẫn, mình làm lụng vất vả, mình đưa cái tài sản đó. Thì bây giờ mình sử dụng cái tài sản đó một cách nó khôn khéo, có trí tuệ. Cái gì mà nó đem lại lợi ích cho bản thân và lợi ích cho tất cả mọi người, thì mình sử dụng cái đồng tiền đó phải khéo. Chứ nếu mà mình dính kẹt vào tham, mình được rồi mình không có chịu sử dụng cho nó tốt á, thì nó sẽ sao? Sẽ gây tổn hại thân mình. Như là ăn, nếu mình có đủ cái tài sản rồi, mình ăn mà không khéo á, ăn mà nó dư á, như vua, một vị vua đệ tử của Phật, ngài vua mà lại tham thích món ăn nữa, cho nên ăn trong thời gian cái ngài béo phì, đi khó khăn, đi phải có người đỡ, người dìu, người đẩy đi nữa, đi rất là mệt nhọc. Mà khi mà đi mệt nhọc, mình có tài sản là vua nữa, rồi có vừa có tài, còn có danh lợi nữa, có sắc nữa, đầy đủ, mà mình không khéo hưởng thụ á, thì nó sẽ
làm cho mình trì trệ, nặng nề, không có tu tập cũng như trí tuệ mình nó không phát triển được, nó sẽ suy kém. Có như vị vua mới ra đến thưa với Phật, bạch Thế Tôn, đến nghe Đức Thế Tôn giảng mà gục lên gục lui xuống, nhìn cái khuôn mặt giống như là thức cả đêm không ngủ, mệt do mới ăn no. Đức Phật, cái vị vua mới xin Đức Phật chỉ cho cái cách để mà điều phục lại cái ăn uống của mình. Đức Phật ngày phương ngày tùy cái căn cơ chỉ cái vị vua đó, thì ăn á phải nhắc ăn là để cho nuôi mạng sống như thế này. Ngài cho một cái bài kệ để có người kế bên, người hầu á phải nhắc. Nhưng mà bây giờ mình không có được như vậy, thì giờ mình dùng cái gì để mình nhắc mình? Nha, mình thấy về cái cảnh vô thường. Gần đây mình thấy có nhiều vị trẻ tuổi cũng có, lớn tuổi cũng có, bệnh vài năm mất cũng có, mà vài tháng mất cũng có, vài ngày cũng có. Có nhiều vị mới điện thoại hỏi thăm, mới mấy bữa, vài bữa sau cái nghe nói bị vỡ mạch máu, rồi là tai biến, rồi xong cái mất. Mình thấy cái thân mình nó mau chóng, nó vô thường lắm. Mà khi mình thấy như vậy rồi, mình khi mình ăn, mặc, ở thì nó vừa đủ thôi. Đừng có quá, cái gì quá là dễ sinh bệnh. Mình khéo, Đức Phật ngày dạy, khéo điều độ trong ăn, mặc, ở, tu tập cũng vậy. Mình khéo điều độ, quân bình. Thì giống như là cái dây đàn. Những vị mà rành về âm nhạc á, thì khi mà mình dây đàn mà lên căng quá đó, thì nó dễ bị đứt. Nghe cái tiếng nó chát chúa, khó nghe. Mà nó trùng quá đó, thì nghe tiếng nó nó dở, mà nó người ta nghe người ta thấy chán, nó không có hay. Mà khi mà mình căng mà nó vừa rồi đó, không có căng quá cũng không có trùng quá, thì cái âm thanh nó trầm bổng du dương. Rồi cũng vậy, nếu mà chiếc thuyền của mình mà nó đầy nước tham dục, trong năm món dục tài sắc danh thực thì nó đầy á, thì chúng ta phải khéo tác ra, bớt ra, tác ra cho nó nhẹ đi. Kế nữa là cái sân nhuế tham sân si ở trong lòng của mình, cái những cái điều trái ý nghịch lòng của mình nó nhiều lắm. Nhiều khi lạnh quá mình cũng bực bội trong lòng, nhiều khi nóng quá mình cũng bực bội trong lòng. Nghĩa là ngay nơi trong thân của mình nó nóng quá mình cũng khó chịu, mình cũng nhiều khi mình cũng bực bội, sân giận. Rồi cái hoàn cảnh mình sống, nhiều khi mình thấy những chỗ khác nó đẹp, nó tốt, nhưng mà chỗ này mình không có như vậy, cái nhiều khi mình sao không có vừa lòng, không có cái sự tu tập, thì mình dễ sanh lên cái tâm sân nhuế trong lòng của mình nó khởi lên. Nhưng mà bây giờ mình thấy ngày xưa mình có trí tuệ, mình thấy ngày xưa Đức Phật thì đi quần pháp ở khắp nơi, thì có khi các vị trong cái bài cái tích truyện 900 vị tỳ kheo, tân vị tỳ kheo, quý vị đã sống ở đâu? Sống ở nghỉ ở dưới gốc cây. Mà nghỉ dưới gốc cây á, mưa gió rồi con này con kia nó cắn nó hút nữa. Bây giờ mình sao? Mình có nhà cửa, có đồ ăn uống đầy đủ. Nhưng mà nhiều khi mình không thấy cái đó là cái phước, đó là
cái hạnh phúc mình sẵn có mình quên đi. À, khi mình quên á thì sao? Mình quên chứ tự nhiên mình so sánh rồi mình phân biệt. Tại sao như vậy rồi cái tự nhiên cái mình là tự mình làm khổ cho mình. Mà bây giờ mình muốn ngăn, muốn tát hết cái sân nhế đó thì mình nhớ tới lời Phật dạy. Cho nên khi mình nghe lời Phật dạy á, nhắc lại thôi, chỉ trong tâm mình lúc nào cũng nhớ Tam Bảo á. Cho nên thường thường quý thầy hay đi nhắc các vị lớn tuổi hay là các vị mà bệnh á, nhưng phải nói là trong tâm lúc nào cũng nhớ Tam Bảo, nhớ tới Phật, nhớ tới Pháp, nhớ tới Tăng. Thì khi mình sân nhế, mình nhớ tới Tam Bảo, tự nhiên cái mình quên những cái so sánh, những cái phiền não trong lòng của mình. Mình làm cái việc thiện hay là mình làm cái việc gì đó, mình nghĩ mình làm cho người này, làm cho người kia, thì lúc đó mình sao? Mình phiền não. Mà bây giờ á, khi mà mình làm công việc á, mà mình nói mình làm cho mình á, thì sao? Lúc đó tự nhiên cái mình cảm thấy vui à. Giống như người ta cho tiền, người ta đưa cho mỗi người một trăm đồng, thì người ta cho mình mừng không? Nếu mà người ta không cho mình, người ta cho người khác á, thì mình sao? Mình không được 100, hay là 1.000, hay là 1.000.000, người ta cho mình. Và cũng vậy, khi mình làm á, mỗi công việc mình làm á, là mình làm cho mình. Mình làm mình có phước, mình hưởng. Mình làm mà trong lúc mình làm mà mình có sự tu tập nữa, thì vừa làm nó vừa có phước, vừa có huệ. Mình làm từ công việc mà mình làm. Thì khi mình làm á, dẫu cho có cực nhọc đi chăng nữa, mình cảm thấy nó cũng vẫn an lạc. Tại vì mình làm đây là làm cho Tam Bảo, làm lợi ích cho tất cả mọi người. Thì khi mình làm như vậy á, thì có huynh đệ phụ hay là có nhiều người đến phụ, thì mình cảm thấy cũng là an lạc. Tại vì nhiều người, khi mình làm á, mình nói mình làm cho mình á, thì người khác người ta tới hay là mình phụ với mình á, thì cảm thấy cũng là vui nữa. Tại vì người ta biết mình có trí tuệ, mình làm để cho có cái tài sản mình đem theo. Cái tài sản này là cái tài sản xuất thế gian. Khi mình ra đi á, cái tiền của tài sản, nhà cửa, danh lợi, nghĩa là cho mình làm ông này bà kia đó, rồi con chồng con này kia đó, nghĩa là trong ăn mặc ở bệnh đó, những cái vật dụng mình tạo ra, mình làm ra đó, khi mình ra đi rồi đó thì mình bỏ lại hết. Có khi á, mình vừa ra đi là người ta sẽ đem để mà bỏ, còn thôi là chia. Rồi cái khi mình ra đi á, có những cái nó đi theo mình đi tới chỗ thiêu, hoặc thôi tới chỗ xuống dưới đất rồi, nhưng mà tới đó là nó cũng bỏ mình, nó đi về. Nhưng mà cái thường theo mình nhất đó là cái tội và cái phước. Từ ngày mình tạo cái điều gì ác thì nó sẽ theo mình. Cái gì mình làm tạo phước á, thì khi mình dẫu mình có mất thì cái phước nó vẫn đi theo mình được. Thì cho nên mình thấy rõ như vậy thì những cái tham dục, những cái sân hận ở trong lòng mình nó khởi lên. Nếu mà hướng về cái chiều xấu, gọi là chiều ác đó, thì chúng ta nên dừng. Trong gọi là tứ chánh cần thì và như là những cái điều ác mà chưa phát sanh á, thì chúng ta đừng có cho phát sanh. Những cái điều ác mà nó đã phát sanh á, chúng ta nên dừng lại. Những cái điều thiện mà nó chưa phát sanh á, thì chúng ta nên cho phát sanh.
Còn những điều thiện á mà mình đang đang nghĩ á thì nên tiếp tục. Thì mình siêng năng tinh tấn cái đó, mình làm những cái điều đó. Thì khi mình nghe lời Phật dạy, tuy là dạy cho các vị tỳ kheo tát nước tát nước từ trong thuyền ra bên ngoài, thì mình tát cho nó sạch đi. Thì khi mình tát cho nó sạch á, cái tham dục cũng như sân nhuế trong thân của mình á thì mau chứng được niết bàn. Niết bàn ở chỗ đó là tịch tịnh an lạc. Giống như cơ thể của mình muốn cơ thể mình nó khỏe mạnh là khi nào? Khi mình đau ốm, bệnh tật, vòng thôi mình làm gì đó nó bị nhức cái tay, nhức cái chân, thì mình muốn cho cơ thể mình nó làm sao? Nó khỏe mạnh bình thường, giống như cũ. Thì cũng vậy, khi cái thuyền mà nó không có nước, cái thuyền nó nhẹ, nó đi, thì mình khỏi cần tát, khỏi cần dẹp, khỏi cần múc nước đó đi. Mà khi cái thuyền mà nó đầy tham dục á, mình đã đoạn hết tham dục và sân nhuế rồi á, mình tu tập á, thì mau đạt đến Niết Bàn. Cũng như hết nước thì thuyền nhẹ mà vượt qua khỏi sông. Nghĩa là sông đây là sông mê. Cái dòng sông đó, mỗi người chúng ta đều có cái đang lạng hụp trong biển gọi là sanh tử luân hồi. Mình sống ở đây là cõi cõi dục, nhưng mà ở đây á, nếu mà mình không khéo á, mình bị cái tham dục này nó chi phối mình, nó dẫn mình đi. Giống như chiếc thuyền, cái thân mình nó bị lũng chỗ này lũng chỗ kia đó, nước nó vào. Trong năm tài sắc danh thực thì năm cái đó nó chảy. Mình tham đắm, mình dính kẹt vào cái gì đó thì nó mình bị cột, bị ghì lại. Cái nước nó mà vào đầy thiền rồi thì sao? Không khéo thì nó chìm giữa chừng, qua không được, không thoát khỏi cái dòng sông, không đến được bờ kia. Và kế tiếp nữa là câu kinh 370. Tỳ kheo nào đoạn được năm điều, bỏ năm điều, siêng tu năm điều, vượt khỏi năm điều sai đắm, tỳ kheo ấy là người đã vượt qua dòng nước lũ. Ở trên thì Đức Phật ngài nói con thuyền nó nước nó vào. Chúng ta nếu mà chúng ta khéo tát cho nó sạch đi á thì cái thuyền nhẹ và đi mau vừa qua khỏi sông. Còn dưới đây á thì Đức Phật ngài dạy phải vượt qua cái dòng nước lũ đó. Tỳ kheo nào đoạn được năm điều. Năm điều ở đây á, đó là tỳ kheo nào bỏ được năm hạ phần kiết sử, tức là đoạn được năm điều đó, đó là tham, sân, thân kiến, giới cấm thủ và nghi của dục giới. Mình sống ở cõi này là cõi gọi là dục giới, cái ái mình nó nặng, cho nên mình sanh ở cõi dục này. Cho nên vị tỳ kheo nào đoạn được năm điều, năm điều đây là tham, sân. Tham ở trong lòng mình cần phải đoạn. Mình ăn mà mình tham ăn á thì nó sao? Ăn nhiều thì nó dễ sanh buồn ngủ, ăn nhiều nó dễ sanh bệnh. Ăn rồi thì đó là về tham ăn, rồi tham tài, tham sắc, tham danh, tham thực, tham thùy. Năm cái món đó mình cần phải đoạn cái tham,
Mà khi mình đoạn ở đây á, không phải là mình cắt đứt liền, nhưng mà mình nếu mình đoạn là mình chấm dứt, mình bỏ bớt. Bỏ một lần không được thì mình bỏ từ từ, mình bỏ một ngày một ít, một ngày một ít, bỏ tới khi nào nó sạch mà thôi. Giống như chiếc thuyền mà nó có nước vào, mình phải tát tát từng từng gáo, từng gáo, từng gáo. Khi mình đã tát cho nó sạch hết rồi thì cái thân mình nó nhẹ. Đoạn đoạn năm điều. Đoạn cái thứ hai đó là mình đoạn sân. Khi mình sân sân hận mình khởi lên ở trong lòng của mình muốn đoạn là mình phải dùng cái gì để mình đoạn? Như trong lời của Phật dạy, muốn đoạn sân nhuế phải phải quán, phải dùng cái phương pháp quán từ bi. Một người con của mình giận nó, nhưng mà muốn một người con mà mình sân giận với người con, nó có làm cái gì đó vỡ bể cái đồ của mình, nhưng mà mình vì mình thương nó cho nên mình không có giận tức. Mình thương, mình quán từ bi, là cái lòng mình từ bi, nghĩa là cái lòng thương vô bờ bến. Khi người mẹ thương con á, thì con muốn ăn, muốn tiêu xài, xin tiền ha, xin cái này cái kia đó, thì người mẹ làm sao, người cha làm sao? Cho vô điều kiện, cho không phải là cho xong rồi cho cái này mai mốt con phải làm khác, cho lại mẹ nghe, có nói gì không, mà là cho một cách vô điều kiện. Nên Đức Phật ngài thương chúng sanh giống như là mẹ thương con vậy đó, ngài thương, ngài chỉ dạy cái tâm mình tán loạn á, thì dạy cho cái phương pháp quán sổ tức, điếm hơi thở. Tại vì mình ngồi yên, nhất là bây giờ mình ngồi ở nhà mình á, không có công việc để làm á, thì mình sao, lo lắng sợ hãi bất an, những cái chuyện mình không cần thiết để mình nghĩ mà cũng vẫn nghĩ, vẫn lo, làm cho đầu óc mình nó mệt. Có khi là người ta nói là gì đó, bị căng thẳng hay là bị stress đó. Nhiều khi mình ngồi yên ở nhà mình thì mình ứng dụng lời Phật dạy để quán từ bi. Nhiều khi mình lo lắng quá cái tâm mình nó cũng bất an, nó nhiều khi mình lo lo nhiều quá, mà nhiều khi người ta mình gọi người ta không có giúp, không có làm mình cái là mình cũng sân sân hận khởi lên. Nhiều khi mình cũng giận mình nữa, nó tại sao lúc trước mình không có như vậy, tại sao tại sao tại sao lúc trước, rồi không biết bây giờ làm sao, rồi có tương lai mình phải sẽ ra sao nữa. Thế tự nhiên mình lo lắng, mình nghĩ về cái trong lòng mình nói là sao, nó bực bội, nó bất an, lo lắng. Lo lắng bất an nó cũng là một trong những cái tham sân si phiền não, những cái phiền não trong lòng của mình. Khi mình quán sở tức á, thì tự nhiên cái mọi cái cử chỉ, mọi cái việc làm đều nó cảm thấy an lạc. Thì khi mình cái sân nhế mình dùng quán từ bi, mình thấy người ta làm điều ác, hay ta làm cái dở cái xấu, mình thấy cái đó là mình sao, tội nghiệp người ta, mình khởi lên lòng từ bi, mình thương. Thương đây không phải là mình thương mình tạo điều kiện cho người ta làm tiếp nữa, mà là mình thương, mình biết thế nào là người ta gieo nhân ác thì người ta sẽ gặt cái quả ác, mình tội nghiệp cho người ta. Rồi mình thấy như vậy đó, mình quán từ bi như vậy để chi, để mình thấy người ta làm ác, người ta đi cái con đường đó nó bị chợt, nó bị ngã, bị vấp, thì mình thấy vậy đó, mình quán từ bi, mình tội nghiệp người ta, nhưng mà mình có trí tuệ, mình xoay trở về với chính mình thấy mình sau này nếu mình đi con đường đó mình có vấp ngã như người ta hay không. Khi mình gặp năm cái món đó, nó là nó để trực ra đó, người ta đi tới đó người ta bị vấp, bị ngã, bị đổ đó, thì giờ tới phiên mình đi tới đó thì lúc đó mình phải tránh đi để mà vượt qua. Thì khi mình quán từ bi ngay đây đối với thân mình phải biết thương thân mình, phải biết tránh điều ác, làm điều lành, phải biết thường quán từ bi đối với thân mình, đối với năm món
tài sắc danh thực thì như là ăn mặc ở, thì chúng ta phải khéo điều độ. Đó là mình từ bi nơi thân của mình, và kế nữa là mình từ bi đối với tất cả mọi người, thân cũng như sơ, mình cũng đều quán từ bi. Thì khi mình ngồi, mình có cái sân nhế mình, nó cái sân trong lòng mình nó gọi là nó mạnh á, cái lửa mình nó nhiều đó, thì mình phải khéo ứng dụng cái lửa của mình. Quán từ bi là mình dùng cái lửa là để làm gì? Cái lửa là để mình chế biến ra đồ ăn nè, và chế biến ra những cái dụng cụ lao động, như là những cái kim loại, người ta dùng cái lửa đó để người ta làm pho tượng, hay là ta làm cái phương tiện để mình đi lại, làm cái xe hay là đúc cái chuông, là đủ thứ hết. Dùng cái lửa mà mình cái lửa sân của mình, nếu mình khéo quán từ bi, dùng cái từ bi á, thì cái lửa đó đó là cái lửa đem lại lợi ích. Còn nếu mà mình không khéo á, thì cái lửa sân giận của mình á, nó sẽ đi làm tổn hại người, tổn hại vật, và tổn hại ngay nơi chính ở bản thân của mình. Cho nên khi mình quán cái từ bi á, để đoạn cái sân giận ở ngay nơi tâm của mình, một người mà cái bầu nhiệt huyết nó mạnh, nó năng động á, thì dễ, nếu mà cái sân hận mình không khéo chuyển á, để dùng quán từ bi á, thì nó làm cái điều ác. Bây giờ mình chuyển lại cái năng động, cái nhiệt quyết, cái ngay nơi trong mình á, mình quán từ bi á, thì mình nghe đó thì mình đi dùng cái sức khỏe, cái năng động và cái lanh lợi của mình á, vào những cái việc làm thiện, việc làm tốt đối với bản thân của mình và những công việc ở xung quanh, thì đó là mình đoạn cái sân giận ở trong lòng của mình. Mỗi công việc mình làm cho bản thân của mình, hay là làm cho ngay nơi cái công sở mình đang làm, thì mỗi khi mình làm á, cái bực bội mình nó vừa khởi lên, mình nghĩ mình khởi lên cái lòng từ bi, mình làm để mình có cái đồng tiền, làm để cho mình nuôi cái thân mình, làm để cho mình nuôi gia đình của mình. Mình làm đây là mình làm cho bản thân của mình, nhưng mà mình cũng là làm cho tất cả mọi người. Người ta có cái sản phẩm, mình làm ra một cái sản phẩm, nếu mà mình có cái để cái lòng từ bi vào trong đó đó, thì mình làm nó rất là tốt. Mình làm giống như mình làm cho người thân của mình làm giống như mình làm cho con của mình đó. Những cái sản phẩm mình làm ra, như từ mình làm may đồ, hay là mình làm tất cả những cái công việc mà mình để cái lòng từ bi vào á, thì mình làm giống như là mình làm cho chính bản thân mình. Cái gì mình làm cho mình thì mình làm như thế nào? Làm nó rất là tốt, rất là chất lượng, rất là gọi là nó nhìn vào cái là vừa ý. Thì khi mình làm như vậy á, thì cái sân hận trong lòng của mình nó sẽ không có cơ hội để mà phát triển lên. Thì ngay nơi đó mình đưa cái nước từ bi vào, thì nó sẽ dập tắt cái ngọn lửa sân hận này. Thân kiến như là thấy cái thấy lệch lạc, về sai về cái thân của mình. Có khi là mình chấp thường, có khi là mình chấp đoạn về thân của mình. Nhưng có nhiều người ta nói cái thân mình sanh ra rồi thì nó còn hoài, khi mình mất đi thì sao kiếp sau mình sẽ làm cái thân này nữa. Cho nên từ đó thì sao? Tha hồ tạo tội. Rồi có người thì chấp đoạn, nếu nói là khi thân mình mất là mất hết, không có còn gì hết. Nhưng mà cái đó là cái thấy lệch lạc về thân của mình. Thì thấy như vậy cho nên mình tạo ác. Cho nên cái thân mình nó không có phải là thường, cũng không phải là đoạn, mà thấy tùy theo cái nghiệp mình tạo. Nếu mà cái thân mình bây giờ mình tạo điều ác, điều xấu nhiều, thì khi mình mất á, thì mình sẽ là, nếu mà được cái thân khác á, thì phải có cái đấy để mà đền trả lại. Giới cấm thủ nghĩa là, ví dụ như
mình giữ giới, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Nhưng mà bây giờ mình bệnh, bác sĩ bảo mình phải có dùng một chút rượu để mà nó dẫn thuốc. Khi mà nó dẫn thuốc á thì nó mới trị lành bệnh của mình. Mà mình giữ giới, mình nói giới giữ không có uống rượu, cho nên mình dứt khoát mình không uống rượu. Mà khi không có chút rượu vào á thì cơ thể mình nó không lành bệnh. Mà khi không lành bệnh thì mình sao? Mình mất, mình chết. Mà khi chết đó mình không, mình giữ giới cấm thủ, mình giữ cái giới mà nó không, phải biết khai, phải biết gì, khai giá trì phạm, phải biết khéo cái đó. Thì khi mình khéo vậy á thì đó là giới cấm thủ. Và nghi, nghi, nghi nghĩa là nói mình người khác, người ta tu như là các vị đệ tử của Phật khi xưa, nghe lời dạy Phật, nghe Phật dạy một câu kinh, một bài kệ, một đề mục tu tập á, người ta tin, người ta nghe lời cái là đem nhớ trong đầu, rồi bắt đầu ứng dụng tu tập, vào trong rừng ngồi dưới gốc cây ra tu tập. Trong thời gian ngắn là chứng quả là hán, chứng quả vị. Bây giờ mình nghi mình cách thời Phật xa quá, 2560 mấy năm rồi. Bây giờ nghe đi quý thầy nhắc lại là Phật, chắc mình thân là nam hay là thân là nữ, thân là mình trẻ, thân mình già, cho nên nhiều khi mình nghi cái thân mình nghi mình không có khả năng giống như các vị khi xưa. Nếu mà mình bây giờ mình nỗ lực mình tu tập miên mật á thì mình cũng sẽ được giống như các vị khi xưa. Cho nên cái nghi này nó cũng là một cái trở ngại, nó làm cho mình cản trở cái sự tu tập của mình, nghi cái thân của mình. Đoạn được năm thượng phần kiết sử là tham đắm cõi sắc giới, tham đắm thiền định cõi vô sắc giới, trào cử mạng và vô minh, chuyên tu năm điều, tức là ngũ căn, tính, tấn, niệm, định, tuệ. Đoạn được năm thượng phần kiết sử là tham đắm cõi sắc giới, nghĩa là cái cõi có hình sắc, tham đắm thiền định cõi vô sắc giới. Nhiều khi mình tu tập mà mình được chút ít vui á, ở trong cõi vô sắc á, cái vui trong lúc mình tu tập á, nó diễn xuất ở bên ngoài không được, không nói ra được, cõi vô sắc giới. Trạo cử là mình ngồi, nó lăn xăn, nó trong lòng mình nó bất an, nó không có yên, nhất là trong tâm cũng như thân mình. Ngồi cứ trạo cử, nhất là quý vị mà ngồi mà thứ nhất là mình ngồi mà hôn trầm, cái thứ hai là trạo cử tán loạn đó, cái tâm mình nó khi mà cái tâm mình nó bất an đó, thì mình ngồi nó không thấy, nó không có yên, ngồi nó nếu nhúc nhích chỗ này nó đau chỗ kia, nó ngứa chỗ nọ, ngồi nó không có yên, đó là trạo cử đó. Khi mình ngồi thiền mà cảm thấy mình nó khó chịu chỗ này chỗ kia đó, đó là cái tâm mình nó bất an. Thì nếu mà cái tâm mình an á thì con này con kia nó có bò đấy chăng nữa mình cũng không có nhúc nhích nữa. Thấy nó chỉ bò tới rồi nó bò thấy mình đi mà nó cũng đi thôi. Nhưng mà khi cái tâm mình nó trạo cử á, không có con này con kia tới, mình ngồi cũng không yên nữa. Ngồi chút cái mình nghĩ sao phải sửa cái áo, rồi phải sửa cái tay cổ này kia. Cho nên khi mình sửa như vậy á, đó là trạo cử. Rồi mạng và vô minh, đó là phải đoạn. Mạng đây là ngã mạng, mình được chút ít mình xem thường người khác, còn thôi mình cho mình là hay là tốt. Vô minh là mình không có sáng suốt. Làm việc gì mà mình không có sáng suốt á, thì mình làm nó dễ đổ vỡ, dễ điều đi con đường xấu. Tại vì mình làm mình không có biết đó là thiện, đâu là thiện, đâu là ác, nên mình còn cần phải sáng suốt. Chuyên tu năm điều,
Cái này Đức Phật ngài kêu đoạn, đoạn ở trên là tham sân thân kiến giới cấm thủ nghi, kế nữa là đoạn, đoạn tham đắm cõi sắc giới, tham đắm thiền định cõi vô sắc, rồi trạo cử mạng vô minh. Mấy cái đó là mình cần phải đoạn. Và chuyên tu năm điều, tức là ngũ căn, tính, tấn, niệm, định, tuệ, đó là ngũ căn. Tính đó là niềm tin. Mình làm cái việc gì mà muốn được đạt được cái thành quả rốt ráo sau cùng là mình phải có cái lòng tin. Như các vị đệ tử của Phật nghe Đức Phật ngài chỉ dạy cái phương pháp tu gọi là đề mục thiền quán, thì đề mục để mà về tu tập, thì khi nghe xong rồi nó niềm tin đối với Phật. Tại vì khi Phật ngài có cái lời dạy chỉ dạy nhắc nhở cho một ai đó, thì trước khi ngài chỉ dạy nhắc nhở, ngài quán xét căn cơ của vị đó và tu tập trình độ tới đâu, và có khả năng chứng được quả vị thánh hay không. Ngài biết cái ngài chỉ cho các phương pháp. Ví dụ như thấy vị đó đang khát nước, thì Đức Phật ngài chỉ con nên đến đó uống nước sẽ hết khát. Còn cái vị kia đang đói cần phải ăn, chỉ đến đó ăn thì sẽ no. Rồi thiếu ngủ, nhìn con mắt nghe thiếu thì chỉ cái đến ngủ thì sẽ hết. Rồi cũng vậy, trong tâm của vị đó nhiều sân hận, nhiều si mê, nhiều tham dục, thì Đức Phật ngài chỉ cho cái phương pháp. Thì khi chỉ cái phương pháp tu tập á, thì giống như cái áo của mình mà nó lỡ dính một cái đốm sình bẩn, thì Đức Phật ngài mình không biết nó dơ chỗ nào, Đức Phật ngài chỉ cho đó. Khi mình biết chỉ con phải đến chỗ đó lấy nước, cho đó giặt như đó, thì nó sẽ hết cái bẩn này. Thì cũng vậy, cái thân mình cũng vậy, Đức Phật ngài chỉ dạy các phương pháp tu. Thì khi mình thấy Đức Phật ngài thương mình giống như là mẹ thương con, chỉ cho mình để cho mình tu tập để mà mình bỏ bớt cái khổ, thì khi chỉ cái phương pháp tu rồi á, thì cái lòng tin rất là vững chắc. Dẫu cho có ai mà nói Đức Phật đổi này kia chăng nữa cũng vẫn miệt mài tu. Tu cái là có nhiều vị đệ tử của Phật ngày khi xưa tu mà được chứng quả vị thánh là như vậy. Nó có lòng tin, nó kiên cố, nó vững chắc như vậy. Như cái bài mà quý thầy thường hay nhắc hoài đó, bảy đời chư Phật thường nói đó, không làm các việc ác, nên làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch. Đó là lời chư Phật dạy. Thường ngày nếu mà mình tin cái lời Phật dạy, không làm việc ác, từ cái ý nghĩ, cái lời nói, cái việc làm của mình, không làm cái việc ác đó, thì lúc đó tâm mình nó làm sao? Tâm mình nó an tịnh, nó an lạc, không có lo lắng, không có sợ hãi, không có bất an. Mà ngay nơi đó thì là gì? Ngay nơi đó là điều mình hằng mong ước tới. Nhiều khi mình không có lòng tin vững, cho nên mình nghe người này xúi, người kia kêu làm này, làm cái kia, làm cái nọ. Rồi khi mình lỡ làm rồi mà lỡ làm điều ác á, thì sao mình lo lắng, mình sợ hãi, mình bất an. Làm mà không được á, thì mình cũng lo sợ. Mà khi mà làm điều ác á, mình đang làm mình cũng sợ, sợ người này kia ta phát hiện. Mà khi mình làm mà người ta không thấy đó, nhưng mà mình về mình cũng lo lắng. Nhiều khi người ta có camera hay là người ta có ai thấy này kia nữa, mình cũng bất an. Còn nếu mà không có đi chăng nữa thì trong lòng mình nó cũng day dứt, nó hối hận. Cho nên mình tin cái lời Phật dạy. Đức Phật dạy giữ năm giới, làm 10 điều thiện, rồi chỉ dạy cho mình cái phương pháp tu tập. Nếu mình siêng năng tinh tấn, thì mình siêng năng tinh tấn tu tập, cũng như mình siêng năng tinh tấn mình làm việc á, thì lúc nào mình cũng an vui, lúc nào mình cũng khỏe mạnh, an lạc. Tấn
Tấn ở đây là mình siêng năng, lúc nào mình cũng và là mình làm cái việc gì đó là phải siêng năng, tinh tấn, làm nó không có gián đoạn. Tấn là tiến tới là niệm, niệm là mình nhớ nghĩ, nghĩa là mình nhớ nghĩ cái lời Phật dạy, như mình thường trong tâm mình thường nhớ nghĩ tới Tam Bảo. Thì khi mình nhớ nghĩ tới Tam Bảo, cái thứ nhất, cái thứ hai là mình nhớ nghĩ cái phương pháp Đức Phật Ngài chỉ dạy. Ngài chỉ dạy 84.000 pháp môn, nhưng mà khi mình nhớ nghĩ cái pháp môn đó đúng cái bệnh của mình, mình nhớ nghĩ cái phương pháp đó, mỗi lần mình quên cái mình phiền não tham sân si trong lòng mình nó khởi lên, nó bất an, nó làm cho mình giải đãi, nó làm cho mình trì trệ trong sự tu tập cũng như trong công việc mình làm, cái tự nhiên mình nhớ tới lời Phật dạy, phải luôn luôn lúc nào phải siêng năng tinh tấn. Nói về nhớ nghĩ đó là mình nhớ nghĩ về vô thường, nhớ nghĩ về khổ, nhớ nghĩ về cái thân mình là không thật, do tứ đại nó hòa hợp lại mà thành. Nhớ nghĩ luôn luôn lúc nào cũng nhớ nghĩ về Phật. Rồi định, định và tuệ, tính, tấn, niệm, định. Mình làm cái công việc gì, nếu mình không có chú ý cái định lực mình có cái định vào trong đó đó, thì mình làm việc nó không có ra hồn, nó dễ đổ vỡ. Mình làm vì nó có cái sự chú ý. Như mình tu cũng vậy, khi mình ngồi thiền, cái tâm mình nó yên tịnh là ngay lúc đó là định. Mà khi mà nó định rồi á thì cái trí tuệ nó sáng lên, giống như cái ngọn đèn vậy đó. Cái ngọn đèn là mình đốt cái ngọn đèn dầu á, mình đốt mà mình có khói mà nó giữ lại, không khói là giới nó giữ lại. Rồi cái ngọn đèn mà nó có dầu, có tim đầy đủ, có ngọn lửa, lửa bật vào rồi á, thì cái ngọn đèn nó đứng lên, nó không có chao động. Nó chao động là nó không có định. Cái ngọn đèn nó định là nó đứng ngay chính giữa, nó đứng yên. Mà khi ngọn đèn đứng yên thì cái công suất, cái ánh sáng nó tỏa ra, thì cái tuệ đó là tượng trưng cho ánh sáng. Cái định, mình làm cái việc gì mà nó có định á, mình lái xe mình có sự chú ý có định á thì mình lái xe rất là tốt. Mình làm bất cứ công việc gì, mình đi cũng vậy, định hay là còn gọi là cái chánh niệm, hay là mình có cái định lực đó, thì mình ngồi. Đức Phật Ngài nói mình ngồi á, nó vững giống như là ngọn núi vậy đó. Mình đi á giống như là voi vậy đó, đi nó nhẹ. Con voi, quý vị thấy con voi đi chưa? Cái thân nó to, nhưng mà quý vị thấy cái bước chân nó đi làm sao? Nó đi rất là nhẹ, mình thấy nó nhẹ, đi thì đó. Đi, đứng, nằm, ngồi đều có cái định lực đó, thì mỗi cái cử chỉ mình đi rất là thấy nó nhẹ nhàng, nó an lạc, nó trí tuệ. Rồi cái tuệ là giống như là cái ngọn đèn sáng. Mình nhìn bất cứ ở nơi đâu, mình soi ở đâu là mình nhìn thấy rõ hết. Mình biết cái món đồ mà mình có trí tuệ đó. Thường thường cái người mà ta ấy là ta nhìn cái món đồ đó, ta biết đó là đồ thật hay đồ giả, đồ này là si hay là đồ là thiệt. vàng bạc bây giờ người ta có thể người ta si giống y như thiệt luôn, người ta làm giống y như vậy đó. Nếu mà mình không có đủ tiền để mình sắm cái vàng thiệt hay là bạc thiệt đó, thì ta có những cái món đồ ta làm si giống y như vậy. Nếu mình có trí tuệ, mình nhìn mình biết đâu là thật, đâu là giả. Rồi cái thân mình cũng vậy. Đức Phật Ngài nói cái thân mình là gì? Do đất nước gió lửa hòa hợp lại mà thành. Cái thân mình nó giống như là cái gì? Giống như là cái bình gốm, giống như là cái hòn bọt bóng. Khi mưa như mưa xuống đó, rồi cái những cái hòn bọt nó lên đó. Đức Phật Ngài quý giống cái thân mình giống như cái hòn bọt đó vậy đó. Nó mong manh, tuy là cái màu sắc nó rất là đẹp, nhưng mà khi mình có trí tuệ như vậy đó thì mình cần phải
nhìn nhớ tới lời Phật dạy, dù có trí tuệ. Thì khi mình có trí tuệ thì mình làm tất cả mọi việc đều rất là tốt. Ở đông cũng được, ở riêng một mình cũng được. Có đồ ăn cao lương mỹ vị cũng được. Cơm dưới rau chấm nước tương cũng được. Đó. Có đồ mặc che kín thân là được rồi. Có những cái đồ tốt đẹp, phương tiện đó mình cũng xài cũng được rồi. Có trí tuệ đó là như vậy. Vượt khỏi năm điều sai đắm là tham, sân, si, mạng, ác kiến. Phải vượt khỏi năm điều đó. Tham, sân, si là ba cái căn bản phiền não. Mạng, ngã mạng, ác kiến là mình thấy cái lệch lạc, thấy về thân của mình, thấy một cách nó sai, nó rồi mình làm cái điều ác, ác kiến. Tỳ kheo ấy là người đã vượt qua dòng nước lũ sẽ đạt tới niết bàn. Dòng nước lũ là chỉ cho bốn thứ: dục lưu, hữu lưu, kiến lưu và vô minh lưu, còn gọi là bọc lưu. Khi mình đoạn được năm điều, bỏ năm điều, siêng tu năm điều. Siêng tu năm điều là tính tấn niệm định tuệ, nhớ cái đó nhớ nghe. Còn những cái kia là tham sân si, rồi cái thấy lệch lạc về thân, cũng như là cái sự tu tập của mình, mình được cái điều chút ít mình vui, mình chấp cái đó cũng không được, mình phải vượt qua để tu cho tới khi nào giác ngộ viên mãn mình mới dừng. Tỳ kheo ấy là người đã vượt qua dòng nước lũ. Dòng nước lũ đây là chỉ cho năm cái tham sân si, mạng nghi ác kiến của mình. Những cái đó là mình cần phải vượt qua. Dòng nước lũ là chỉ cho bốn thứ: dục lưu. Dục lưu đây là những tư hoặc nó lưu chuyển trong dục giới như dòng nước, như một cái dòng nước cuốn, nên gọi là dục lưu. Dục lưu đây là chỉ cho những cái tư hoặc. Tư hoặc đây là tham sân si của mình đó, nó lưu chuyển trong dục giới, nó trong cõi mình ở, tham sân si nó lưu chuyển giống như là một cái dòng nước vậy đó. Nếu mà mình không khéo mà bị nó cuốn trôi, mà nó cuốn trôi theo là theo tạo nghiệp của nó luân chuyển trong lục đạo luân hồi. Hữu lưu đây là quả báo tam giới. Lưu là bốn loại mê hoặc, quả báo tam giới có thật nên gọi là hữu. Bốn loại mê hoặc lưu chuyển trong biển sanh tử tam giới nên gọi là lưu, đó là hữu lưu. Rồi kiến lưu, kiến đó là kiến hoặc mà lưu chuyển trong tam giới không thể thoát ra được nên gọi là kiến lưu. Đó là kiến hoặc, tư hoặc, kiến hoặc. Là đó là chỉ cho những cái phiền não trong lòng của mình. Vô minh lưu là cái không sáng suốt, vô minh của mình, nó là lưu chuyển giống gọi là bọt lưu. Bọt lưu giống như là cái dòng chảy của nước, nó bị cuốn phăng đi. Quý vị thấy những cái trận gọi là sóng thần, nó vào nó cuốn nhà cửa đồ đạc này kia đi. Mà khi nó cuốn như vậy đi thì có người thì tan thân mất mạng, tài sản cũng mất đi. Cái thân mình cũng vậy. Nếu mà cái thân của mình bị những cái dòng chảy tham dục, sân nhuế, tham sân si phiền não á, nó cuốn đi á, thì nó uổng phí đi một đời. Nên khi mình gặp được Tam Bảo, gặp được Phật, Ngài chỉ dạy cho các vị tỳ kheo tu tập ở dưới những gốc cây, tùy theo trình độ căn cơ của mỗi vị, mà Đức Phật Ngài chỉ dạy cho phải bỏ bớt cái này, phải đoạn cái kia, phải siêng năng tu năm điều. Đức Phật kêu bỏ cái này bỏ cái kia rồi phải siêng năng tu tập. Như Đức Phật Ngài chỉ dạy khi xưa
Ngài chỉ dạy cho cái phương pháp quán, quán bất tịnh. Mà khi mà quán mà nó đạt đến trình độ mà thấy nhòm gớm cái thân này phải dừng. Khi mà thấy nhàm chán cái thân này, không còn đam mê về sắc dục nữa thì phải nên dừng. Giống như mình uống thuốc nó lành bệnh thì phải ngưng. Hôm nay chúng ta ôn lại lời Phật dạy câu 369. Đức Phật này dạy mình phải tát hết những cái nước ở trong thuyền ra để cho nó nhẹ và đi mau. Cái nước đó là nước tham dục và nước sân nhuế. Sân nhuế là chỉ cho chung. Rồi kế thứ hai là câu 370, Đức Phật phải dạy đoạn 5 điều: tham sân thân kiến giới cấm thủ nghi. Cái thứ hai là bỏ 5 điều đoạn. Đoạn nghĩa là mình cắt. Nhiều khi cắt rồi nhiều khi nó còn lâu lâu nó còn dính lại. Đức Phật phải kêu sao? Phải bỏ. Bỏ 5 điều nữa, cắt ra xong rồi tiếp nữa phải đỏ bỏ nữa. Nhiều khi cắt rồi mình thấy nhiều khi còn hỏi tiếc rồi cái phải bỏ. Bỏ cái thứ hai nữa là cái nó vi tế hơn nữa, nó sâu, nó nhỏ nhiệm hơn nữa. Đó là đoạn tham đắm cõi vô sắc, tham đắm thiền định cõi vô sắc. Rồi trạo cử mạng và vô minh, đó là phải bỏ. Rồi siêng năng tu 5 điều, đó là tính, tấn, niệm, định, tuệ. Tuy là có năm nói năm như vậy, nếu mà chúng ta tu á thì vững lòng tin, rồi siêng năng tinh tấn, lúc nào cũng nhớ nghĩ thiền định và trí tuệ. Rồi vượt qua 5 điều sai đắm, đó là tham, sân, si, mạng, ác kiến. Phải vượt qua đó. Nếu mà chúng ta không vượt qua được thì nó bị trì trệ, nó bị cái đó nó sai xử mình, nó cột, nó kéo mình đi. Tỳ kheo ấy là người đã vượt qua dòng nước lũ sẽ đạt đến Niết Bàn. Dòng nước lũ là chỉ cho 4 thứ: dục lưu, hữu lưu, kiến lưu và vô minh lưu, hay còn gọi là bọc lưu. Bây giờ qua hai bài kệ Kinh Pháp Cú, chúc toàn thể quý Phật tử thân khỏe tâm an, sớm vượt qua bọc lưu. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Mời quý Phật tử chắp tay hồi hướng với quý thầy. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thệ nguyện đoạn khoám môn vô lượng thệ nguyện học Phật đạo vô thượng thệ